Bây giờ như thế sẽ hướng dẫn cho quý vị cách lấy hộp của quà ra. Đó quý vị cắt ha. Có người thì người ta vẫn thích để cái đầu, nhưng mà tí thì tí không thích. Đó, cho nên là tí cắt ra cho nó gọn. Rồi chúng ta bổ cái trái khổ qua ra làm hai, bổ trái khổ qua ra để tiện việc lấy hột ra. Đó. Trái khổ qua này thì nó hơi già rồi quý vị. Đó, chúng ta tách hột ra. Nó lấy hột ra cho nó sạch thì nó sẽ không, nó sẽ bớt cái phần đắng đi. Có nhiều người thì thích ăn phần đắng luôn quý vị. Còn nhà tí cái thì không thích đắng lắm. Cho nên là biết lấy hết, lấy sạch hết cái ruột của khổ qua ra. Rồi. Cái hộp khổ qua này thì mình cũng có thể lấy để trồng được rồi các bạn. Đó. Chút nữa như tôi sẽ lấy hộp để gieo hạt trồng trong khu vườn của mình. Cái khổ qua này là khổ qua tiếp mua ngoài chợ nha. Đó. Trái này thì ngon hơn. Trái này thì hộp không có dùng để trồng được. Đó, cứ để riêng ra một bên. Ta tách ra. Nếu mà quý vị sợ đau tay thì quý vị có thể lấy cái muỗng. Cái muỗng đằng cào ra cũng được. Đó, chúng ta cạo sạch. Khổ qua cũng là một món ăn ở trong ngày Tết rất là được ưa thích. Ồ, trái này cũng già rồi. Trái này già rồi thì mình sẽ lấy hột ra để trồng. Nhà của tí thì có một cái mảnh vườn. Mảnh vườn rộng cho khoảng gần 200 mét. Đó. Thì tí dự tính là sẽ cải tạo thành một vườn rau. Rau và trồng những cái cây ăn quả mà mình yêu thích thôi, cây nào mình yêu thích thì mình trồng thôi. Đó, trái này thì non, hoặc là non, hạt này non thì tí sẽ không lấy trồng được. Khi mà đi ra lựa thì tí cố tình lựa những trái già để được lấy hột về trồng. Bạn lấy tách ra. Đây. Đây là cái trái khổ qua mà tí cố tình chọn người để lấy hột ra trồng. Đó, cái hột này nè. Cái trái này là không ăn được đâu các bạn. Quyết định là lấy hộp ra để trồng. Đó. Thì chúng ta sẽ tách cái hộp này ra và để riêng ra trong cái dĩa để chúng ta sẽ đi giao hạt, gieo hạt ha. Thì đây là đây. Ta sẽ tách hộp. Đây, chúng ta tách hộp như thế này. Đây là những cái hộp này nè. Những cái hộp này đã già rồi nè các bạn. Đó. Những cái hộp này các bạn cũng có thể lấy để trồng được, để phơi để trồng được. Đó. Thì
Tớ sẽ lấy luôn ra, tách hạt luôn ra. Nhiều người hay mua đi mua hạt giống ở bên ngoài, về trại gieo trồng thì cũng được, nhưng mà riêng Tiết thì Tiết thích là chọn giống từ những cái sản phẩm mình ăn thì dễ hơn, bởi vì nhiều khi cũng sợ là khi mà họ cái sản phẩm của người ta bán hộ thì sợ nhiều khi người ta đã lai rồi, hoặc là người ta tẩm cái thuốc gì đó tăng trưởng gì đó trong cái hộp thì mình cũng không biết được. Nên thường là thích mua về, mua cái những cái sản phẩm mà mình xài, mình về mình xài xong mình lấy hộp mình tự trồng cho những cái lần sau của mình. Như hôm qua đó là thích thực hiện cái món ăn là bông bí đỏ đó, bông bí vàng, thì cũng là được thu hoạch từ cái vườn nhà mình đó. Ừ. Cách lấy hả? Ừ. Xem cái bị phơi lên. Hộp này cũng đã đen rồi nè, nó già rồi hết rồi. Hôm trước là Tiết có gieo được một mớ hạt, này nó đều nảy mầm hết luôn á. Tất cả các hạt mà Tiết gieo đều nảy mầm hết. Nhưng mà rồi Tiết bứng ra trồng á thì nó không sống được. Ừ. Kỳ này thì Tiết rút kinh nghiệm rồi, là mình sẽ dự tính trồng chỗ nào rồi mình gieo hạt ngay chỗ đó luôn. Không có bứng ra nữa, bứng ra làm cho cây của mình bị mất sức. Ừ. Rồi. Đây là những cái hạt của qua mình nhặt mình đã gỡ ra được khi mà còn đây nữa nè đó, này trồng lên một khu vườn của qua luôn á. Cái hạt này trắng quá, những hạt non thì mình đừng lấy, mình lấy những hạt già thôi đó. Như hạt này là được rồi nè, lên hết. Tức là thử rồi, những hạt này lên hết. Ừ. Lên hết đó các bạn. Rồi đây những cái mà này mình lấy ra đó, mình cũng lấy ra để lấy cái hạt bên trong. Cái này là nó ấy, cho nên là mình sẽ đi rửa đó, mình lấy ra những cái hạt này đó. Đây là mình những cái hạt giống khổ qua mình sẽ trồng, hứa hẹn là sẽ có một khu vườn khổ qua thật là tươi ngon. À, rồi.